tin buồn. Như vậy là đấng tu hành tối cao và vĩ đại của chúng ta, ngài Thích Chân Quang đã chính thức bỏ cọc khi mua ô tô Volkswagen Vedoran trị giá chỉ hơn 2 tỏi. Qua sự việc này, tôi kịch liệt lên án hành động của các nhân viên bán hàng cũng là chủ đại lý Volkswagen Hoàng Gia chi nhánh Sài Gòn. Đó là lý do gì mà thầy tôi đến mua ô tô ở các bạn đang ngồi chiếm trẻ trên khu vực ghế dành cho khách hàng mà các bạn lại tự ý chụp hình thầy tôi và đăng lên mạng xã hội như vậy? Mô Phật đúng là một vị tu hành tối cao. Không biết là quý vị xem video đây có cảm nhận như thế nào? Đúng là một bậc chân tu đúng không các bạn? Bỏ cọc xe Volkswagen chứng tỏ là cả chúng ta đi tu chúng ta sẽ có nhiều phước đúng không? Chúng ta sẽ có nhiều bổng lộc tiền tài đúng không? Thế nên là ở đây sẽ lan tỏa ra một cái thông điệp, đó là mọi người hãy nên đi tu, nên cúng dường và chúng ta sẽ mua được rất nhiều xe ô tô, xe Volkswagen. Đấy, cứ bảo làm sao mà thầy Minh Tuệ càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng được mọi người ngưỡng mộ. Đấy, quý vị xem những cái hình ảnh như thế này này thì quý vị biết câu trả lời rồi đấy, đúng không? Thực sự là một ý trời nó cộng hưởng với những cái hình ảnh sai lệch như thế này. Những người mà thọ hưởng vật chất xa hoa không chịu tu hành. Trái ngược lại, đó là hình ảnh những người lầm lũi cố gắng để thực hiện theo cái hành buông xả thiểu dục tri túc của Đức Phật Thích Ca. Thì đó chắc chắn là ý trời rồi. Khi nhìn những hình ảnh này thì quá dễ hiểu tại sao thầy Minh Tuệ lại lên xu hướng và được nhiều người đón nhận như thế này. Thực sự với những người mà hiểu về tín ngưỡng ấy, thì nhìn những cái hình ảnh như thế này so sánh lại với lại thầy Minh Tuệ thì chúng ta đã có câu trả lời rồi.